Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 800 token MLVC tương đương với 52 đô la. Và để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo bấm chọn Start để bắt đầu. Rồi sau đó thì mọi người sẽ follow Twitter này. Chọn theo dõi. Quay trở lại bot. Tiếp tục là retweet bài đăng. Rồi mọi người sẽ quay trở lại Twitter cho mình. Mọi người sẽ kéo lên, chọn like và retweet bài đăng nhé. Chọn trích dẫn này và tag cái tên của nó vào. Ok, tweet lại này và quay trở lại bot. Join vào kênh liên kết và retweet bài đăng ở trong kênh liên kết. Thì kênh liên kết này mình đã join rồi, mình sẽ vào luôn cái bài đăng của nó. Rồi. Thì ở đây mình sẽ retweet lại cái bài đăng nhé. Rồi tweet lại này. Xong quay trở lại. Join vào kênh Partner này, đã join rồi này. Join vào YouTube mình join rồi này. Thì ai chưa join bấm vào đây để join nhé. Tiếp tục là join vào channel Telegram. Chọn join này. Quay trở lại. Join tiếp vào group này. Join này. Quay trở lại và bấm chọn check. Rồi, tiếp tục chọn Join Airdrop và chọn Submit. Ok, chọn Don này. Và nhập profiling Twitter, copy luôn cái dòng này. Rồi, mọi người sẽ nhập username Twitter của mình vào nhé. Rồi ok, sau đó nhập địa chỉ ví ERC20, tức là cái ví, cái mạng ví ETH ấy. Rồi mọi người có thể vào lấy ở trên Trust Wallet hoặc MetaMask nhé. Đây không có thì mình sẽ vào ví MetaMask mình lấy. Ok, mọi người sẽ sao chép địa chỉ ví cho mình và quay trở lại bot này, dán địa chỉ với rồi chọn đôn này. Tiếp tục là nhập cái đường link retweet ở trong cái bài đăng ở trong kênh liên kết nhé. Mọi người sẽ vào Twitter này. Rồi mọi người vào Twitter, bấm vào ảnh đại diện, chọn hồ sơ. Đây thì cái bài đăng của nó là ngay đầu tiên này. Mọi người sẽ bấm vào chia sẻ này cho mình nhé. Và chọn sao chép liên kết. Rồi quay trở lại, dán nó vào. Ok, tiếp theo thì nó sẽ yêu cầu là chia sẻ cái video gần nhất của nó. Mọi người bấm vào cái video này nhé. Và gửi cho nó cái profiling của cái kênh YouTube. Rồi mọi người sẽ chọn like và chia sẻ này. Rồi, chia sẻ. Ok, sau đó quay trở về trang chính của YouTube và mọi người sẽ lấy cái đường link của YouTube nhé. Rồi, quay trở lại bot và dán. Chọn balance, kiểm tra số dư. Rồi, 800 MLC này, tương đương với 52 đô la. Chọn withdraw để xem cái thời gian nó phân phối. Thì cái này nó sẽ phân phối vào ngày 6 tháng 12 nhé. Ok, như vậy là mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.